Vâng, xin chào các bác, các chú, các anh, các chị và các bạn. Lời đầu tiên năm mới Mậu Tuất, Quang xin chúc tất cả mọi người và gia đình một năm mới mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. Vâng, quay trở lại với cái con chim mà cái con chim bổi xòe mà tố chất xòe đấy. Mọi khi mà Quang đã quay rất là nhiều clip nó lúc đầu ấy, ở trên con nuôi nuôi nó ở trên trên sân thượng đây. Vâng, thì cái lúc đầu thì mình treo nó ở cái bên này là thung của nó, và giờ mình cũng đã đổi sang cái bên này rồi, và sắp tới thì mình sẽ đổi chỗ treo về cái cuối kia đấy. Mình cứ và mình sẽ đổi nó chỗ treo xuống dưới tầng 4 chẳng hạn đấy. Thì vâng, thế thì cái giai đoạn này thì Quang cũng muốn nói với mọi người rằng là cái giai đoạn mà nó đã đứng, nó hot, nó đã căng lửa rồi ấy, thì mình nuôi cái con này ấy, thì đúng cái thời điểm là lông rừng của nó là vừa thay xong, và cái chim nó về ấy, thì nó chỉ lúc mất 1-2 tuần đầu ấy, là nó bị gầy, nó ăn cám thì nó hơi yếu. Thế và mình đã vực lại được lửa nó rất nhanh, cái lửa rừng của nó, và đến bây giờ ấy, thì lông lá nó xong rồi và nó đang căng lửa dần lên rồi. Và ở cái giai đoạn này thì Quang muốn nói với mọi người rằng là mọi người hãy cứ treo nó ra cho nó hot, có thể là đến quá đến 30 phút nhá. Đến cái giai đoạn này nó căng lửa thì mình sẽ cứ cho nó hot đến khi nào mà nó thôi, nó chán lại, nó bắt đầu nó nhảy lên nhảy xuống thì mình có thể dừng lại. Vâng, và cái giai đoạn này thì cố gắng ấy, mỗi một tuần thì cố gắng mang được nó đi chỗ lạ độ 2 buổi. Và cái chỗ lạ đấy thì mình mang nó đi một chỗ thôi nhá. Bao giờ nó chơi tốt ở đấy thì mình sẽ mang nó đi chỗ khác. Thế còn nếu như mà có điều kiện ấy, thì ngày nào nó cũng mang được nó đi một cái chỗ lạ thì là cái tốt nhất. Thì trong vòng một tuần 7 ngày mà mỗi một buổi sáng ấy, hoặc là buổi mỗi một buổi sáng hoặc là buổi trưa hoặc là buổi chiều sớm, các bạn có thể mang nó đi độ khoảng 15 đến 20 phút thôi cũng được. Treo ở một cái chỗ nào đấy nó lạ lạ và chỉ đúng một cái chỗ đấy thôi nhé. Và khi mà là thấy nó đứng nó hot tự tin như này thì các bạn sẽ đổi cái chỗ khác, và mình sẽ hướng dẫn luôn này. Và cái con này khả năng là mình sẽ không quay clip nữa, mình sẽ quay sang cái clip hướng dẫn các bạn nuôi một cái con bổi từ đầu luôn. Mai ngày kia rỗi thì mình sẽ bắt đầu, mình sẽ lấy một cái con bổi, một cái con trông mộc tinh từ đầu luôn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn nuôi bắt đầu từ đầu tiên luôn, và cho đến lúc nó chơi được. Và cái giai đoạn này ấy, thì như này, như mình ấy, thì ở đây thì mình có 2 cái lồng tắm. Thì cứ mỗi ngày mình đổi lồng tắm liên tục ấy, thì con chim nó lồng nào nó cũng tắm. Cái thứ hai nữa là cái lồng trại thì như các bạn thấy xem clip ấy, thì đấy mình đứng gần vào thì các bạn thấy nó hót rất là phấn khích, và có cái có đây các bạn thấy này, tốc 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 tốc. Thì như các bạn thấy ấy, cái lồng thì mình cũng đã đổi sang cái lồng này rồi. Và cái cầu là cũng là cái cầu khác nhá, cái cầu này nó nhỏ hơn cái cầu cũ nhá. Và thì các bạn thấy cái giai đoạn này là nó đã rất là căng lửa đấy, thì mình cũng bắt đầu là nó tự tin rồi thì mình đã đổi lồng đấy. Các bạn thấy nó hot bình thường ấy. Trước đây mình đã có cái clip mình hướng dẫn các bạn là nuôi con chim hot theo cái ý muốn của chủ nuôi đấy. Vâng đấy, và các bạn thấy bây giờ mình thực tế luôn cho các bạn đây. Khi mà gì nó mình treo nó ở cái chỗ này, nó đã tự tin nó đứng nó hot ấy, thì mình đứng vào gần vào nó vô tư đấy. Chứ còn lúc mới đầu treo lên thì có thể cầm vào lồng nó hơi hoảng, nó nhảy nhẹ đấy. Thì các bạn quan trọng nhất là các bạn nuôi, các bạn hàng ngày các bạn gọi mồm nó tóc 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 tóc, và đấy thì đấy các bạn thấy mình cứ đến gần nó một cái này thì nó bắt đầu nó phấn khích cho nó hot đây này đấy. Thì đấy, đây là do cách mình luyện hàng ngày thôi đấy. Đấy, ví dụ như là có cái clip mình hướng dẫn là mình nó đang hot này, mình trốn nó đi một chút này đấy. Đấy, xong rồi mình lại ra với nó này đấy. Vâng, cái giai đoạn này thì mình nói ngắn gọn thôi, cái con chim mà mình đã nuôi được đến cái tầm này rồi ấy, thì mình mang nó đi cái chỗ lạ đấy. Như trước đây ấy, mình đã từng mang nó đi lần đầu tiên ra cái, có một cái clip mình mang lần đầu tiên mang con chim này ra cái chỗ lạ, và ở cái bên như nhà mình đây thì gần cái chung cư A5 kia, ở cái chỗ hồ Đền Lừ
quận Hoàng Mai Hà Nội. Thế thì mình đã mang cái chung cư đấy, mình treo ở cái khu mà nó toàn cây cối mà ít người qua lại đấy, mình phải dùng một cái con mái hộ mình treo cùng vào đấy. Đấy thì cũng con này thì cũng thỉnh thoảng mới mang được đi thôi. Thế thì bây giờ mình hướng dẫn các bạn là gì, đến cái giai đoạn này rồi là cái giai đoạn nó căng lửa như này rồi mà nó quá thân thiện với mình rồi, tóc 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 tóc. Thế thì bây giờ cái giai đoạn này là mình lên mang nó đi chỗ lạ đấy, cái chỗ là không có ít người qua lại thôi, và cái chỗ đẹp đẹp ấy mình không cần mái hộ nữa nha. Cái giai đoạn này thì mình chỉ cần một mình nó với mình thôi, và đầu tiên thì các bạn treo ra cái chỗ nào ít người qua lại thôi. Bởi vì con chim này thì đấy, như các bạn nào mà đã đăng ký cái kênh của mình ấy, theo dõi ngay từ đầu ấy, thì biết là mình chỉ nuôi nó ở trên trên này thôi, trên cái khu đây là cái khu hay treo đó này. Và bây giờ mình đã đổi chỗ sang bên đây này. Và hàng ngày thì mình cũng có để nó ở cái chỗ dưỡng đây, hoặc là trong nhà vệ sinh ở trong kia cơ đấy. Thế thì cái giai đoạn nữa ấy, là khi con chim này mình đảo sang cái lồng này mà nó bắt đầu nó tự tin ở đây vài hôm rồi, thì mình có thể đảo sang cái lồng hẳn với cái lồng này đấy, vì cái nó với mình thì nó cũng tương đối thuần rồi đấy. Thì mình nuôi chim ấy, thì mình đã có rất là nhiều các cái lồng để mình nuôi. Đây là cái lồng này thì đúng là lồng khiếu cơ đấy, thì mình đảo sang cái lồng này thì nó rộng rãi, thì nó cũng bay nhảy nó khỏe hơn một chút đấy. Thế còn cái lúc mà mình mang nó đi chơi ấy, thì có thể mình cho nó vào cái lồng bé tí cũng được, hoặc là ví dụ như là một cái lồng mái như này cũng được này, cái lồng nhỏ nhỏ như này, cái lồng này là đường kính 33 34 gì đấy, hoặc là mình có thể cho vào cái lồng côn minh nhỏ nhỏ đường kính 30 32 gì đấy. Thế hoặc là mình xách được thì mình mang cái lồng 33 36 này đấy. Tốc 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 tốc. Đấy thì mình nuôi ấy, thì hàng ngày ấy, mình lên trêu nghịch nó như này. Khi mà nó đã đứng tự tin, nó hót ở đây rồi, các bạn đứng sát gần và thoải mái. Nhưng cái lúc mới mở ra ấy, như hôm trước mình hướng dẫn ấy, là mình vội quá ấy, mình không gọi mồm mà mình cứ mở áo lồng ra mình treo luôn, là con chim nó sẽ nhảy lên nhảy xuống nó hoảng. Và nhân tiện cái clip này, Quang muốn hướng dẫn chỉ đường cho các bạn cứ gọi hỏi mình là địa chỉ để đến mua cám chim nhà Quang. Thế thì đây các bạn thấy cái phía xa xa đây nhá. Đây là bên đây là trước mặt nhà Quang này. Đây như các bạn thấy nhiều clip mình quay cái nhà đối diện nhà mình là lô 4A đền Lừ 2 quận Hoàng Mai Hà Nội. Cái bên đây là trước mặt nhà mình, bên tay trái Quang đây nhá. Bên tay trái Quang đây là cái cổng trường cấp 2 đền Lừ các bạn ạ. Đây ạ, vâng. Đấy, thì cái nhà mà đối diện với cổng trường cấp 2 đền Lừ đây, thì nhà Quang ở ngay bên hông bên cạnh đằng sau nhà này. Đấy. Thì các bạn đứng ở cổng trường cấp 2 đền Lừ này, các bạn nhìn sang bên đường bên tay trái các bạn là nhà Quang ở trước mặt đấy, có cái dàn treo chim, dã chim cho anh em hàng ngày buổi sáng đến chơi. Và các bạn nào mà tìm đường đến mà đi cái phía này nhá. Cái phía này là đây, cái đường này. Ra đây là các bạn rẽ ra là cái hồ đền Lừ ở phía đây, phía trước mặt đây nhá. Là các bạn đi từ Kim Đồng bến xe Giáp Bát đấy, Kim Đồng Tân Mai vào. Thì các bạn đi từ Tân Mai, phía Tân Mai kia, các bạn đi vào đến hồ đền Lừ đây thì các bạn rẽ tay trái. Các bạn rẽ tay trái thì phía trước mặt nhà Quang đây là cái nhà thi đấu nó làm ngay hồ đền Lừ ấy, là cái trường năng khiếu thể dục thể thao của quận Hoàng Mai. Và bên rìa nó thì nó đang cho chợ tạm trưng định họp. Vâng, thì các bạn rẽ vào đây. Đấy, hoặc là nếu các bạn không biết thì các bạn cứ đến cái khu vực hồ đền Lừ ấy, các bạn hỏi vào cổng trường cấp 2 đền Lừ nhá. Đấy, thì nhà Quang đấy, như các bạn thấy bên hông này là đối diện với cổng trường cấp 2 đền Lừ nhá. Đây. Vâng, đây nhà mình đấy ạ. Vâng, thì mình cũng hướng dẫn cái clip này nhân tiện đấy để cho bạn nào mà ở Hà Nội mà đến mua cám thì cũng dễ tìm thôi. Vâng. Đấy, trường cấp 2 đền Lừ đây ạ. Dạ, vâng. Thì đây các bạn chỉ cần đứng ở cái cổng trường này, các bạn nhìn sang bên đường đây là các bạn thấy nhà mình thôi. Nhà mình đây, đối diện là cái nhà trước mặt thì họ bên hông này họ chưa xây. Vâng. Đấy. Vâng, bạn nào mà mua cám chim thì ở Hà Nội thì có thể theo cái địa chỉ này các bạn đến nhá. Vâng. Đấy. Vâng, và quay lại với cái con chim tố chất xòe này, đấy thì các bạn thấy mình không ấy, mình đến trêu nó lại hót này. Vâng. Đấy, các bạn thấy nó tự tin rồi thì cầm lồng và nó vẫn hơi nhẹ nhẹ nhá. Đấy. Đấy, mình treo lại cái chỗ mà cũ của nó đây này. Đấy. Thì cái giai đoạn này là cái đến cái giai đoạn mà nó
căng lửa thì mình thỉnh thoảng mình cứ đổi chỗ treo liên tục đi, thì sau này cái con chim các bạn nuôi ấy là sẽ treo đâu thì nó hót đấy. Vâng. Đấy. Thế thì cái thứ hai nữa là đấy, để cầm vào lồng thì nó vẫn nhảy. Hơi nhảy nhẹ. Đấy. Thế trong cái quá trình là với những cái bạn mà có chim mà nuôi mà đi thi ấy, thì các bạn lên luyện như này nhá. Hàng ngày các bạn cho nó hót xong các bạn đóng như này. Một ngày các bạn làm như thế cho mình độ khoảng vài lần. Có thời gian thì làm một 10 lần, 20 lần càng tốt. Cứ mỗi lần treo ra cho nó hót tí xong lại hạ xuống vịt thế này. Thế thì các bạn là trước khi cái chim của các bạn lên dàn thi đấu ấy thì cái lúc kéo khóa áo lồng ra như này này thì nó sẽ không hót đâu. Cái này thì thực tế ra ấy, cái điều này thì cũng rất là ít nhiều người biết. Nên những cái bạn mà đi thi mà mình nghĩ là chuyên nghiệp ấy, có giải rồi thì các bạn ấy chắc biết cái điều này nhưng các bạn không chia sẻ đâu. Vâng. Đấy, thì các bạn luyện như thế nhá. Thế xong khi mà các bạn lại mở nó ra, treo nó ra. Tóc 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 tóc. Cái chim bổi ấy thì nó chưa quen mình lắm ấy. Nó vẫn còn chưa thuần lắm ấy, thì mình hay lên gọi nó đấy. Đấy, thì cái chim mà các bạn luyện như thế này thì các bạn cứ yên tâm mà đi thi. Bởi vì sao? Bởi vì trước khi mà nó thi đấu ấy thì cũng còn rất là nhiều các cái thủ tục của ban tổ chức đọc rồi thì nhiều cái thì khi mà treo lên ấy, trước khi treo lên thì chim của các bạn không luyện ấy, thì nó cứ ở dưới ấy, đất ấy nó hót quá nhiều. Nó hót thế thì nó sẽ không có đủ nhiều sức để vào sâu vào phía trong. Đấy, thì các bạn nuôi chim đi thi hót ấy, thì các bạn lên luyện như mình như này. Và đối với các bác, các chú, các anh, các chị và các bạn nuôi chim ở nhà ấy, và nuôi cho nó hót bình thường ở nhà thôi ấy, thì cứ muốn nó hót theo ý muốn của mình ấy, thì cũng lên luyện như thế này nhá. Đấy, thì, đấy, và đấy, thì cái thứ hai là khi con chim của các bạn mà nó tương đối thuần rồi thì hàng ngày có thể mở hé áo lồng lại cũng được, hoặc là mình có thể cho nó hót xong ấy một chút ấy, thì mình có thể cho ăn chút mồi tươi rồi làm quen với nó, rồi có thể kéo kín qua áo lồng này cũng được, không quan trọng. Vâng, cái thứ hai nhân tiện cái clip này mình cũng hướng dẫn luôn các bác, các chú mà có chim họa mi mà muốn hỏi về kinh nghiệm nuôi ấy, đến tìm đến nhà ấy. Vâng, thì các bác, các chú, các bạn nhé, cứ hỏi đến cổng trường cấp 2 Đền Lừ đây nhá, đối diện đây ạ. Vâng, các bác, các chú cứ đứng ở đấy và nhìn sang bên đường đây. Vâng, đây ạ. Với các bạn là mua cám chim thì có thể đến trực tiếp ở nhà. Vâng, mình nhắc lại một chút nữa. Vâng, phía bên kia là cái hồ Đền Lừ, các bạn đi hết Tân Mai và các bạn rẽ qua hồ, các bạn rẽ trái và vào đây. Vâng, các bạn rẽ trái vào hồ này, các bạn hỏi cổng trường cấp 2 Đền Lừ. Trường cấp 2 Đền Lừ thì hầu như ai cũng biết, chỉ cho các bạn nhé. Vâng, thì đây ạ. Vâng, thì cái con chim xòe mà cái giai đoạn này thì đến cái giai đoạn này thì các bạn lên thỉnh thoảng đổi cái lồng hoặc cái cầu nhé. Chứ đừng nuôi cái giai đoạn này là rất quan trọng, và mình nuôi quá lâu ở một cái lồng ấy với cái cầu quen thuộc của nó ấy, thì nó sẽ khi mình đổi sang cái chỗ lạ là nó sẽ không dám đậu đâu. Và đấy thì, và thì nhân dịp cái đầu xuân năm mới, Quang xin chúc tất cả các mọi người và gia đình sức khỏe, và gia đình mạnh khỏe và an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của mình ạ.